như vậy ở đây cũng đòi hỏi hiểu bản chất vật lý sợi dây có chiều dài 2l thì ngoài hai đầu ngoài hai đầu là hai nút thì trung điểm chính giữa điểm C chính giữa này là một nút nữa nút nữa hai à, đầu cái này có chiều dài là 2l à, thì hai đầu AB đây là hai nút thì đây chỉ còn một nút C đấy nữa. Bây giờ bài toán hỏi là hai điểm MN đối xứng nhau qua C. Thì đối xứng nhau qua C thì nó phải như thế này. Thì đội đã đối xứng nhau qua C thì biên độ là phải bằng nhau. À, biên độ bằng nhau. Và chú ý là cái này thì đi lên, còn cái này thì đi xuống, có nghĩa là đối xứng nhau qua C thì cùng biên độ và ngược pha nhau. Tức là ở đây là Cùng biên độ Và ngược pha nhau Ngược pha nhau Đấy, hay Đối xứng nhau qua nút Thì là cùng biên độ và ngược pha nhau Vậy thì có nghĩa là Ta chọn C Các em phải hiểu kỹ bản chất